Đoàn kiểm tra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố do ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tình hình thực hiện kết luận số 01 ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc, gọi tắt là kết luận số 01 tại huyện Thới Lai và quận Ô Môn. Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ô Môn và huyện Thới Lai, thời gian qua công tác triển khai thực hiện kết luận 01 trên địa bàn từng bước phát huy được hiệu quả. Từ đó, tình hình kinh tế xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tại hai đơn vị thông tin có 100% số hộ dân tộc thiểu số có điện sử dụng, gần 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch, công tác vận động bảo hiểm y tế trong đồng bào dân tộc thiểu số tăng hàng năm và đạt kế hoạch đề ra. Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm đều giảm từ 2 đến 3%. Để thực hiện tốt kết luận 01, các địa phương kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp với đoàn kiểm tra như cần quan tâm hơn nữa về chính sách bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã thị trấn, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời củng cố kiện toàn phát huy vai trò của ban tư vấn về công tác dân tộc để phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc.